thay mặt nhân viên sân bay gì đã cái gì đó check in tự động và tự dán luôn cho kỹ nha anh. Nãy người ta dán sát lại, anh dán gì mà nó hơi lỏng á. Một kiện hành lý đã đi vô. Đây là check in online, check in mình tự check in. Còn cái đen đó nữa không? Cái đó bao nhiêu chưa cân mà con? 21 kg luôn á hả? Hay vậy? Mới có bốn mấy ký à? Anh làm sâu vô anh cho nó chặt chút. Gấu sinh ra cái con. Gấu sinh ra gấu. Một cái này nữa thôi. Có 8 kg. 18 kg. Cái vali này 8 kg nè. Có cái nhẹ dưới vậy. Con coi ba làm, 20 phút mình làm.